ba chục là về chiều có tiền đó nha. Tao nói thằng tài mà. Đứng xịn đó chứ, à, đúng là lấy luôn tấm hình luôn. Bây giờ chụp đứng hay chụp ngồi, thấy chị đứng lên ngồi xuống. Không muốn chụp dựng liền, chụp sao mà chị nằm luôn cũng được. Đó. Ừ. Sức càng được. Cho vừa lòng em. Rồi, 1, 2, 3. Dính chưa chạy? Dính rồi, dính nhiều máy nữa đó. Ừ. Rồi anh Hải, anh Hải vô luôn anh Hải. Kém rồi. Anh lâu rồi chị. Chụp cái chiều. Anh chị Lon ơi, chị Lon Hải nhìn qua đây chán luôn nè. Rồi, ok. Dính nhiều lên. Trời luôn, dính nhiều máy rồi. Bớt ôm rồi đi. Bớt ôm rồi. Chụp hình với mẹ coi. Mẹ ơi, nay ngày chính của con nha ngoại. Ngoại có gì không? Ngoại có gì mà cho con gặp ngoại ơi. Năm rồi. Ủa chị Lon, mọi người đang thắc mắc là sinh nhật của chị sao không có thấy cái tên chị trên bánh kem á, chị để Happy Birthday không à? Thì dưới đây được rồi, bánh này của mình mua cho mình mà. Mua cho mình lên với ngoại mà cần chi có là để tên, để ai rồi. Ôi trời, bánh kem quá đẹp. Ủa này không dám ướt nhiều, chỉ cần ướt là được đặt ba thôi chứ không ướt gì nữa. Còn bao khó khăn gì con cố gắng con vượt qua hết. 38. Cầm dùm cho chị. Đó nó về nha. Về cho con gặp nha. Đừng có báo tiếng động hoài không có chịu đâu. Không thấy tận mắt á. Về cứ báo tiếng động không à. Dạ, chúng ta lúc có về. Dạ. Mà không có cho gặp mà. Dạ. Chắc sợ nhớ. Chỉ báo tiếng động thôi. Rồi chiếc nhẫn ai mới tặng là sáng dữ trời. Trời ơi. Hồi quay không có nổi luôn. Sao tới đó luôn đó. Này của ai anh? Hả? Ủa Tony Phan. Tony Phan. Tony Phan. Cái Tony Phan. Chị đây ơi. Ôi trời ơi. Đi đi. À, chụp hình nè. Một tí vô, một tí. Ủa một tí đâu chàng ơi. Còn một tí nữa. Đi tới luôn. Còn tí bích trăm. Chị bích trăm tới luôn nè. À, chị đang đứng đợi chị đi. Dạ. Chị Lon chị đi ơi. Chị đi với lại. Đâu rồi? Vô luôn đi, vô luôn đợi thôi tại cái nó lỗi của anh Chánh. Vô luôn Chánh, vô. Đợi đi rồi có gì có tin tức là. Vô luôn anh Tý. Trời ơi kìa đó. Tí chuột tới ba ơi. Không anh, cái mail em coi em đọc tiếng Anh giùm chị cái. Ừ, để chút nữa chị báo cho chị gửi cái mail lại chị báo cho em. À, vô luôn chị đi rồi. Rồi lát hồi tới anh Tý. Rồi rồi. Vô anh Hải rồi, vô anh Hải rồi. Nè em chụp nè. Rồi chơi, rồi chơi, nhìn đây ha. Dạ rồi, dạ, ok. Okay. Xíu đi rồi cái em tí. Mua nhà đi chụp ơi. Mua một lời một đó. Đi nè. Đi đó, mua một lời một đó. Một lời một đó. 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 Cũng Phật đó. Đó. Cảm ơn tốt lòng hồi lâu á. Đi mình cũng cầu xin. Mượn qua cũng Phật. Vô, vô. Xong rồi vô gì nữa. Ủa? Ủa? Đừng có để tôi đừng có để tôi. Ờ tém lại. Ờ tém. Ủa bún đâu? Bún đâu? Bún nhà. Rồi vô vô. Vô. Mình có Happy Birthday với Lon chưa? Chưa. Rồi rồi xong rồi. Bây giờ là chẳng cố mình Happy Birthday đi. Bà Ni xí xòm, bà đi ra đó rồi Ni xí xòm. Vô Ni ơi, lẹ Ni ơi, Ni. Ni xí xòm nè, Ni xí xòm. Tí vô. Ôi. Hôm qua ngay kia. Rồi bây giờ có anh Tí rồi, ngồi thôi chứ anh chị. Không có biết nhãn hàng gì trăm. Nói hết trơn á. Không, trước khi live stream người ta học bài. Rồi thôi chụp hình đi, chụp hình đi. Ừ, đi. Rồi nhìn mấy em bên đây này nghe. Ôi phải chụp ngang. Ai hết không? Không phải chụp ngang đi em. Trời ơi thằng Tài. Dạ chào chị. Trời ơi hôm nay xong chiếc mày đẳng quá. Đây chụp hình chứ không phải là buổi trực tiếp để mà phỏng vấn đâu, bớt nói đi. Trời chụp hình nè. Ôi chị chăm. Ôi máy này chụp hình gì? Máy nào cũng chụp. Máy nào cũng chụp. Chuyển hướng lên. Ôi cứ nhìn máy. Cứ nhìn máy 2 giây rồi. Thâm chưa giờ có biết đếm không vậy? Máy chị lên này nè. Máy chị lên này nè. Tôi nè.
Ủa chị chăm không có ôm tí người ta đồn mới nha. Rồi ok. Ôm sang được chưa? Ủa sao nó cũng phải ôm lên tí vậy, mọi người sắp cười quá à. Ôm tích rồi xong rồi chị. Rồi. Rồi chúc mừng sinh nhật chị Loan. Rồi giờ mình coi hát đi, hát đi. Hát đi. Đi từ Sài Gòn xuống đây mục đích của tôi là ăn uống. Nói sao mà nó nói không được. Mục đích mọi người có tin không? Tôi đi chơi với nó mà nó chưa tới chỗ ăn kịp, tôi đói quá tôi cắn. Nó là con này. Rồi. Tôi đi chơi đàn nó luôn. À đúng rồi. Tôi chưa tới chỗ ăn kịp, tôi đói quá tôi cọc. Đáng lẽ hồi nãy vợ chồng tôi xuống đây trước, nhưng mà đói quá tấp qua quán cơm gần đây ăn cái mới vô. Rồi. Cái tánh em nói cảm ơn anh chị đã chúc mừng sinh nhật nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị giới thiệu của mình. Hồi sáng đi rồi ăn rồi đó. Các bánh nha cả nhà nha. Rồi chị không lo tặng bánh nè cô chú anh chị. Hai vợ chồng đi ăn sáng. Ăn sáng ăn trưa luôn rồi. Nên là ăn nó rất có duyên. 10 điểm. Rồi. Sáng mày dùng mắt dùng kim đồ nó ăn rồi nó no rồi nó quạ quẹ nữa vậy. Rồi, hôm nay mình sinh nhật cô bé Lan nha. Rồi, hỏi thằng cây chứ. Nó quên chuyện này mẹ luôn rồi. Rồi, gỡ tay, hâm đi coi, thấy vô luôn. Thôi. Đấy, về thứ năm có cái đèn cày 28 tuổi có. Không có đèn cày. Em sinh 3 tuổi được không? Hả? Em mua thẳng chị dưới rồi. Rồi mày giả bộ mày chu cái mỏ vô thổi đi mớ. Thổi đi nè. Thổi cơ hội á. Chịu nè. Quen nào một lần thôi nha. Nha. Một lần thôi nha. Vô chưa chưa. Chưa chưa chưa. Ai ngoại không? Nói. Rồi. Cho ông quen cho mọi lần. Chú chú. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật thành công. Bánh kem là ông biết chứ hồi nãy mua bánh bao là ông nó không được nha. Nãy mua bánh bao trời mưa đó, ông không cho ghé bánh bao đâu. Bác năm ngán bánh bao lắm. Mà đặc biệt là bánh bao 60 ngàn một cái. À, 60 ngàn bự lắm á nha. Bự. Bánh bao 30 thôi là đã bự rồi đúng không? Bánh bao 60 ngàn nó bự hơn cái mặt bánh sinh nhật. Nhớ nhớ là quen quá. Thấy người quen. Rồi qua kia ngồi chơi đi cả nhà ơi. Ủa ngồi chơi hả? Chứ chị tưởng người ăn chứ lâu. Chị bỏ mẹ. Chờ hết cái bánh nha. Chị cho nó ổn. Chị cho nó ổn. Chị cho nó ổn. Lẩu vàng nữa. Ủa, ở đâu có cái đồ hỏi vậy mấy mẹ ơi. Vừa sữa chưa ăn. Ủa mà đâu có cái lẩu quá trời. Nghĩ là bánh năm trước nó mình nấu. Hoành tráng. Nó nóng rồi đó em bắt đầu múc nước. Ê cái này giống ba gao chưa mà. Giống như ăn khế chả vàng quá ha. Nóng rồi đó. Hỏi bánh kem đã trong. Không đủ lửa đó mấy đứa ơi. Không đủ lửa nên nó không có sôi nha. Nó bằng cồn. Tắt đi anh Ngọc. Không, 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 không đủ lửa. Bảo tồn thêm đi. Bảo tồn thêm đi. Bảo tồn thêm đi. Bảo thêm đi. Bảo tồn thêm đi. Sáng mua tới sáu cột. Nhưng mà cái cồn trong đó còn đi nhắm người ta. Cồn nước nào? Cồn nước nào? Cồn nào? Cồn cồn đó. Đây cồn cồn. Hãy đang livestream với mày. Hết rồi, cồn bị lì rồi kìa. Trời đâu ơi. Còn má ơi còn. Con lại mẹ. Có còn bữa đi không? Có hai đâu. Còn. Không còn. Tuốt. Thôi chưa? Sữa hả hư hả? Mấy cái này ai mua rồi ta? Ấy nó sạch.